bỏ thêm một miếng ớt đỏ lên. Đây quý vị các bạn ơi, tới rồi. Phải đây không? Chắc chắn không? Đây lò bánh bao bánh vạt bông hồng trắng. Nơi đây ngày xưa mình đã đưa ông Martin Gian tới đây quay rồi. Đó, rất lâu trong cái khám phá Việt Nam cùng Martin Gian, bây giờ quay trở lại. Thôi vô đi mấy đứa, đứng ngoài nắng lắm. Ngồi đâu ta? Ở giữa hả? Sáng không? Đủ sáng không? Ở đây thì nếu mình nhớ là trước là vô đây là có người ta quay á, người ta là ngồi làm tại chỗ luôn á, cái quán này á. Đã rồi. Một dĩa là đầy đủ luôn hả? Vừa có bánh bao, vừa có bánh bao cũng là. Rồi đây là cái dĩa này 70 ngàn đó phải không? Ok. Cho ớt nha bé bé. Dạ. Cho chú chén ớt nhiều không? Đói quá, mình xử hết cái dĩa này mới được. Đố mọi người còn nhớ đâu là bánh bao và đâu là bánh bạc không? Đó. Đây là bánh bao đây. Ôi. Xuất sắc chưa nào? Thử nó chơi dây mới đã nè. Đói quá, chịu hết nổi rồi. Mắm chua ngọt. Cái này không phải chanh đâu, chắc nước mắm tắc á, chắc chẳng có, chắc họ bắt nước mắm tắc được. Cái bột nó dai dai sực sực giòn giòn. Đây bánh vàng đây. Đây là bánh vàng. Mình nghĩ cái cách ăn là nên là như vậy. Có cái chén bỏ vô đây. Nó giống như hơi giống cái xỉu long bao á, tiểu long bao của quán về Diễm Sâm á, hơi giống. Rồi cảm ơn con. Đấy, các bạn thấy không? Đó, nhìn cái nhân bên trong đây. Đó cái nhân mà nãy á, trong lúc quá trình các bạn đấy bạn làm á, bạn ấy đó. Đó gì thấy không? Banh nó ra luôn rồi mọi bạn có xem nha. Đó, nhìn bên trong nó hấp dẫn đẹp lắm. Đấy, thấy chưa? Đó. Cái giá thôi nó thơm lắm, giống như mới đậu xanh mới nhúng rồi. Bùi, nó bùi thực sự cả rồi. Đây tiếp tục bánh bao bánh hoa hồng. Này bỏ một miếng ớt xanh lên, bỏ thêm một miếng ớt đỏ lên. Cứ một cái bánh bao, bánh hoa hồng xong tới cái bánh vạt. Mình cũng không biết tại sao gọi này là bánh vạt. Nhìn nó giống cái vạt dầu hả ta? Nhìn giống cái vạt hả? Bỏ gì không thấm đâu, mình phải nên về nè. Đó, banh này ra. Cái cách ăn á, mình nghĩ cái cách ăn vậy mới đúng nè. Đó, giống như ăn cái xỉu long bao vậy đó bà con. Đó, lấy một miếng nước mắm.
xong chế vào đó cho nó thấm vô bên trong mới đã. Đó. Cho một ớt, miếng ớt vô. Ồ. Tương tự như vậy. Không, cái này thì không có banh ra được. Cái này bên trong nó nhỏ quá. Mà nó cũng có gì, chứ có tôm thôi. Đấy, quên một thứ. Thằng Phi. Giòn đụng thơm phức à. Cái này chắc mỗi người ăn một dĩa. Còn phải kêu thêm mấy dĩa nữa chứ ăn không đủ đâu. Ngon. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một địa chỉ ẩm thực rất nổi tiếng ở tại phố cổ Hội An này, số 533 đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội An. Quán bánh quán hoa hồng trắng. Đó. Lý do vì sao gọi là hoa hồng trắng là vì cái bánh hoa hồng ở đây nó màu trắng. Ngày xưa cái quán nó màu trắng luôn. Đây quý vị các bạn thân mến, rất là may mắn là mình vừa ăn xong là các bạn thợ bắt đầu ra làm bánh, nên mình cũng kịp thời ghi lại. Thử được không? À dạ. Cái này. Để làm rồi bắt trước. Rồi ok. Cầm đây cái tay trái à, đó cầm đi, cầm cái tay này. Tay phải hả? Tay đó là tay về tay phải hả? Tay phải. Cầm tay trái. Tay trái, được rồi. Chấm vào bằng cái tay phải là cũng ngon rồi. Chấm miếng thôi. Chút. Rồi, chút. Rồi, bắt theo nó kìa. À, xay từ từ thôi. Ủa, bé nó làm xong mà mình dở dừa vẫn còn chưa ra được. Nếu mà ra được cần gì học. Nếu được là gì? Ra được cần gì học, dạ chính xác là như vậy. One hour later. Cái chưa xong, đó, thấy chưa? Của một đồng công một nén. Dạ. Rồi với lửa luôn đi, có. Rồi. Rồi lỡ luôn cho nó ra một cái bánh luôn. Trời ơi. Rồi. Rồi hiểu luôn. Nặng lên. Ok. Con tạm ổn hả? Dạ dạ. Rồi đây để xem cái bánh mình làm kế cái bánh của bạn gái như thế nào đó. Làm kiểu này chắc ngày bán cho có một người khách. Cái bông nó bị tan rồi. Bông bị tan hả? Sao nở phú hàng với tôi chứ trời. Vui ghê.